Xin chào tất cả quý vị khán giả, tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Phạm Ngọc Toàn, công tác tại khoa cấp cứu chống độc bệnh viện Nhi Trung ương. Vâng, còn tôi tên là bác sĩ Nguyễn Trọng Dũng, công tác tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện tại thì hàng ngày thì bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận rất là nhiều bệnh nhân, và trong đó thì một trong số những bệnh nhân mà hay gặp vào trong mùa hè như này, ta hay gặp bệnh nhân về đuối nước. Và thông thường thì khi mà những trẻ ở địa phương ấy, thì khi mà đi tắm biển hoặc là đi chơi ở các cái ao hồ, nếu mà không cẩn thận và không được chú ý, những trẻ không biết bơi có thể ngã xuống nước và rất dễ bị đuối nước. Và hôm nay thì nhóm công ty chúng tôi sẽ tiến hành hướng dẫn quý vị khán giả về các kỹ thuật cơ bản xử trí khi một trẻ bị đuối nước. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cái nước cơ bản xử trí tại cộng đồng khi một trẻ đuối nước. Bước thứ nhất trong quá trình cấp cứu là chúng ta phải tiếp cận bệnh nhân an toàn, đưa bệnh nhân đến cái nơi an toàn nhất có thể. Và sau đó chúng ta tiến hành gọi người hỗ trợ để hỗ trợ cấp cứu cho bệnh nhân. Chúng ta gọi là mọi người ơi, đến đây giúp tôi với, ở đây có trẻ đuối nước. Được chưa? Sau khi mà gọi người hỗ trợ xong thì chúng ta sẽ tiến hành những pháp là mở thông đường thở. Xin mời sử dụng. Vâng. Mở thông đường thở thì có hai tư thế mà mở thông đường thở đối với những trẻ, thì chia ra hai nhóm tuổi, trẻ nhỏ và trẻ lớn. Đối với trẻ nhỏ là những trẻ mà dưới 2 tuổi thì chúng ta sẽ có tư thế gọi là tư thế trung gian, nghĩa là đầu và trung gian là đầu, cổ và ngực tạo thành một đường thở, cổ tạo thành một đường thẳng. Cái mục đích ở đây tạo đường thẳng ở đây là để cho mình luồng khí đi vào trong phổi một cách dễ dàng nhất. Và trẻ lớn hơn đó là gì, tôi còn có cái tư thế mở thông đường thở thứ hai, đó là tư thế ngửi hoa, nghĩa là đầu ngửa ra sau một chút đó, mũi ngửa lên trên, đầu hất ra sau, tạo thành tư thế gọi là tư thế ngửi hoa. Và cả hai tư thế này thì như vừa rồi tôi đã trình bày, đó là gì, để mục đích là để cho khí tạo một đường thở, tạo một đường thẳng để cho khí lưu chuyển một cách dễ dàng nhất. Khi chúng ta tiếp cận một trẻ bị đuối nước mà mình là những người có mặt đầu tiên tiếp cận hiện trường, thì trước mắt thì bây giờ mình quan sát toàn trọng một trẻ, và cái quan trọng nhất là xem đứa trẻ này có thực sự là đuối nước hay không, bệnh nhân có tỉnh, có nhịp thở hay không. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành các bước. Thì cái bước đầu tiên chúng ta tiếp cận đối với một trẻ bị đuối nước đó là gì, chúng ta gọi và hỏi cháu ơi, cháu có bị làm sao không. Đấy là một câu để làm sao chúng ta biết rằng trẻ còn tỉnh hay không tỉnh. Nếu như không tỉnh thì bệnh nhân này, nếu như tỉnh thì bệnh nhân chắc chắn là còn nhịp thở, chúng ta sẽ đảm bảo đường thở và đặt tư thế hồi phục. Còn nếu như bệnh nhân không đáp ứng thì chúng ta sẽ đi tuần tự sau bước thứ hai, đó là cái gì, chúng ta sẽ nhìn nghe và cảm nhận. Trước khi nhìn nghe cảm nhận thì chúng ta sẽ đánh giá xem là trẻ này có thở hay không bằng biện pháp là nhìn nghe cảm nhận. Những người cấp cứu lúc đấy sẽ bộc lộ bệnh nhân bằng cởi áo ra, đồng thời là má và áp tai vào má của bệnh nhân và mũi áp tai vào mũi và miệng của bệnh nhân, mắt thì nhìn xuống ngực của bệnh nhân xem đồng lồng ngực của bệnh nhân có di động hay không, đồng thời mình xem là cái hơi thở của bệnh nhân thì có cảm nhận được trên má của cái người cấp cứu. Và nếu mà trong vòng 10 giây mà bệnh nhân không có thở, ngừng thở, thì chúng ta tiến hành hà hơi thổi ngạt cho bệnh nhân tùy theo các mức độ tuổi của trẻ khác nhau. Nếu như ở trẻ lớn thì chúng ta sẽ tiến hành hà hơi miệng miệng, tức là khi đó người cấp cứu sẽ tiến hành là mình sẽ bịt mũi của bệnh nhân lại và áp miệng của người cấp cứu vào miệng của trẻ, và mình tiến hành hà hơi thổi ngạt. Hà hơi thổi ngạt 5 lần, và trong 5 lần như thế thì chúng ta sẽ có được 2 lần hà hơi thổi ngạt có hiệu quả. Tức là trong quá trình cấp cứu, trong quá trình hà hơi thì cái người mà sau khi mà mình đã thổi xong thì mình để hít hơi vào và mình thổi cho bệnh nhân. Thế đến cái bước tiếp theo là chúng ta tiến hành kiểm tra mạch cho bệnh nhân. Thì đối với trẻ lớn thì chúng ta có thể mắc mạch cảnh hoặc mạch bẹn. Còn đối với trẻ nhỏ thì chúng ta có thể mắc động mạch cánh tay để xem và kiểm tra đếm trong vòng 10 giây. Nếu mà trong vòng 10 giây trẻ không có mạch thì chúng ta sẽ tiến hành kỹ thuật ép tim cho bệnh nhân. Rồi, bệnh nhân không có mạch. Bệnh nhân này không có mạch, khi chúng ta xác định không có mạch thì chúng ta sẽ tiến hành kỹ thuật ép tim và hà hơi thổi ngạt cho bệnh nhân. Cái nhất là cái người cấp cứu sẽ xác định cái vị trí ép tim. Vị trí ép tim thường là 1/2 dưới của xương ức. Ta xác định 1/2 dưới của xương ức là một, và cái thứ hai là từ hõm ức cho đến mũi ức.
mà chúng ta xác định 1/2 dưới. Cái thứ hai là đối với các kích cỡ tuổi của trẻ khác nhau, chúng ta có thể dùng một bàn tay, hai bàn tay hoặc là hai ngón tay đối với trẻ nhỏ, trẻ thiếu nhi. Thì quy trình cấp cứu như sau: người cấp cứu đặt bàn tay lên vuông góc với ngực của bệnh nhân, hai tay thì áp lên ngực của bệnh nhân, và trong quá trình chúng ta ép tim thì cố gắng cái độ di động của lồng ngực ít nhất là 1/3 đến 1/2 chiều dày của lồng ngực, và chúng ta tiến hành ép càng nhanh càng ép nhanh và ép mạnh. Tim và hạ hơi từ ngàn trong khoảng 1 phút thì chúng ta đánh giá lại xem là bệnh nhân này có mạch hay chưa, và bệnh nhân này đã có tự thở hay chưa. Nếu mà bệnh nhân có mạch và bệnh nhân có tự thở thì lúc đấy chúng ta sẽ đặt bệnh nhân ở tư thế an toàn, dưới đầu và thân mình nghiêng sang một bên. Trong trường hợp mà bệnh nhân có nôn chớ thì không có hít vào đường thở. Còn trong cái trường hợp mà bệnh nhân mà vẫn ngừng thở thì chúng ta tiến hành cấp cứu, ép tim, hạ hơi từ ngàn như vừa rồi. Và trong cái quá trình đấy, nếu mà trẻ vẫn tiếp tục ngừng tim thì chúng ta cũng cấp cứu liên tục, đợi đến khi mà có nhân viên y tế đến hỗ trợ. Ở trên đây là một số các cái kỹ năng và xử trí cấp cứu cho trẻ tại cộng đồng, và chúng ta hầu như là chúng ta không cần phải dùng các cái dụng cụ gì cả. Còn nếu mà chúng ta tiến hành đầy đủ các bước như thế thì chúng ta sẽ giúp ích rất nhiều cho bệnh nhân, giúp giảm cái tỷ lệ tử vong cũng như giảm tỷ lệ di chứng cho những trẻ đuối nước. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.